xin chào đón Hứa Minh Đạt và Trương Quỳnh Anh. Chào hai em. Dạo này xa vợ chắc cũng buồn nhiều phải không em? Dạ thoải mái chứ anh. Thấy đăng status Facebook được kia là nhớ quá chịu không nổi rồi. À, đó là ảo thôi, nhưng thật ra trong phòng phơi phới à. Phơi phới hả? Dạ nó đi ở nhà nhậu không có ai rầy. Hiểu không? Ta đang hạnh phúc mà. Còn Quỳnh Anh. Càng ngày càng đẹp. Đúng không? Quá đẹp luôn á. Hôm nay em đến với chương trình này là lần đầu tiên phải không? Dạ đúng rồi. À, cảm giác em thế nào? Cảm giác em đang rất là vui bởi vì là ở nhà em cũng xem chương trình này nhiều lần lắm rồi. Mà ở nhà đoán không có được. Thì lên đây cũng vậy thôi. Lên đây có hai chủ nhà. Dạ. Quá dày dặn kinh nghiệm trong chương trình không rồi. Không, em thấy hai chủ nhà cũng đoán sai hoài ấy. Bé để ở đâu ạ? Sao càng ngày càng xấu ạ? Cái gì vậy Giang? Tất cả là chiến thuật của chúng tôi. Đúng vậy. Em chưa hiểu hết về đàn ông đâu em à. Em còn non lắm. Thôi em về với Trấn Thành nha. Màu sắc hoa lá về cùng với nhau. Bên đó, đây đen trắng đó, về cùng với Trường Giang. Áo khoác về áo khoác luôn. Rồi mời hai em đi. Rồi. Trời ơi. Con bé nó đẹp quá nè. Mà Quỳnh Anh mặc cái bộ đầm đỏ ngồi vô cái ghế là không thấy cái người đâu lưng. Giống như giờ chỉ thấy có một cái đầu ngồi trên cái ghế thôi. Nhưng mà để em báo chú Trấn Thành luôn. Sao? Ca này cũng không phải vừa đâu. Thường á, em thấy trong cái mùa này đó anh cái ghế này của em nè, phong thủy phải không? Nó có cái từ trường riêng. Là bị gì anh? Lát nữa từ từ mọi người sẽ khám phá được em thôi. Em yên tâm rồi, một lát em sẽ biết em bị cái gì. Vậy thì để mình xem coi ngày hôm nay cái ghế này nó sẽ như thế nào nha. Dạ, đây, đây. Quyền lên đây. Tập trung đi. À, lúc đầu khi mà em thấy bạn mấp máy cái môi á thì em nghĩ là bạn hát hay, bởi vì cái khẩu hình miệng của bạn là hình như là giọng Bắc hay sao, mà thường thường những người nói tiếng Bắc á thì hát giọng tốt hơn giọng miền Nam rất là nhiều. Nhưng mà sau đó thì em lại nhìn ở đây thì bạn lại mặc cái áo da, mà cái áo da đó thì giống với anh Hứa Minh Đạt ngày hôm nay à. Mà anh Hứa Minh Đạt thì hát không hay nên suy ra bạn này hát cũng không hay luôn. Thấy chưa? Cái ghế này nó phong thủy ghê lắm. Logic quá. Các bạn thấy cái cách suy luận của những con người ngồi ngay cái ghế này chưa? Tôi đã nói rồi, dòng lộ diện là dành cho con nhỏ này chứ không phải mấy người trên kia. Càng ngày các bạn sẽ thấy nó hấp dẫn dần. Nó đưa ra những cái lý luận mà NASA không giải thích được. Em nghĩ là nó rất hợp lý. Thì cái đó là trong toán học mình gọi là tính chất bắt cầu á anh. Cái ghế này nè, anh nói thiệt em nè, không chừng mùa sau người ta để cái lư hương đây luôn. Thiệt á, là cho người ta tới ai mà thấy cảm thấy mà hợp lý là xin á, xin lọc á. Thôi cô ơi, chân nói chuyện có duyên. Ê, có cái lư hương đây không? Em để chỗ anh ra. Anh đổi tên em luôn. Em là Văn Lư Hương. Văn Lư Hương. Quỳnh Anh nói rằng em mặc áo da mắt không hay đó, cho nên là liên tưởng tới cô ấy hát không hay. Em nghĩ sao? Phản biện. Phản biện gì mà câu cho người ta nghe liền. Đạt. Ủa anh Đạt biết hát mà. Trời ơi nghe đây. Đừng giỡn. Chồng vĩ dạ mà. Ủa lên anh. Danh dự đội mình anh. Mát một trích đoạn chồng. Trời ơi. Tu gì Tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài liền. Hay quá. Thử coi. Chim rừng liêu lo canh thờ mộng hoa. Wow, nghe chim rừng thì sợ quá. Nghe Đạt hát xong là chim té chết luôn á. Em bảo đảm con chim rừng này là con đà điểu đó. Vậy thì Đạt, em nhận xét coi cô ấy thế bạn nào. Bạn này hát hay lắm đó. Tại sao? Mặc áo da. Trời ơi. Em thì hồi nãy giờ em nhìn bạn này rất là kỹ. Nhưng mà em vẫn chưa đoán được. Tại vì mắt em cận. Nó thấy bắt không? Đầu thấy không? Hay lắm. Nó bắt đầu có hiệu quả rồi nha. Gài cái nhân vật này vô đây nó có hai phương án. Dĩ nhiên. Dạ. Trời. Ê, tôi đang phân tách bà không nghe. Bà ngồi bà đếm lớp bà đầm bao nhiêu lớp chi vậy bà nội? Hả? Nói rồi cái ghế này lạ lắm. Bây giờ vậy nè. Nếu như là một người quen, một vô quậy hát cho banh nó cũng vui. Cái thứ hai nó sẽ làm cho mình có cái cảm giác à người quen của Điền Quân này nọ, mình sẽ cảm thấy là hát dở. Nhưng một lát bước ra lỡ nó hát hay banh nóc, nó cũng sẽ có cái thú vị cho khán giả nữa. Bởi vì gài cái kèo này vô rất là hay. Thì em mới nói vừa nãy là biết đâu là cái con gấu trong họp báo là người khác. Còn đây là đóng giả con gấu đó thôi. Được. Cũng không thể loại trừ khả năng thuyết âm mưu ghê vậy. Gia đình của bà cô. Gia đình bà này luôn hả? Không lẽ em gài mẹ em vô đây hát luôn hả? Mẹ em cao hơn. Vậy cũng cãi nữa. Em đoán được bạn này hát bài gì luôn á. Bài gì?
bài gì em không nhớ tên nhưng mà cái gì bài gì mà từ khi quen em anh đã biết bối rối tình thôi xót xa hả? Đó bài đó đó. Nhưng mà cái miệng, cái vành môi của bạn đó là nó còn hơi bộn bề lắm, nó chưa có tròn mặt. Do là cái miệng bạn đẹp thôi, chứ bạn thật sự là hát không hay đâu. Mọi người đừng có bị cái vẻ đẹp đó đánh lừa. Không được đâu. Vẫn hát không hay vậy. Không được đâu. Không được đâu. Cô phán rồi, đâu. Cô phán rồi, nghe cô. Em nghĩ bạn này có thể nhảy đẹp chứ hát không hay. Vì sao em? Em đón đại. Nó lầy lè lắm anh. Lầy. Nhảy qua đến thẳng, lầy qua tới bên đây. Ngồi kế bên nhau mà. Còn Giang? Em thì đấy, em khả năng em nghĩ là cô này hát hay. Hay và cũng hát mấy cái nhạc tin tin nhẹ nhẹ nhàng nhàng vậy đó. Khẩu hình có hai răng thỏ, cái miệng đó mà hát hay lắm. Vậy là Tường với là cô một phe, bốn đứa mình một phe. Ủa anh em nói gì? Em nói là ca mới hay, nhảy hay thôi. Vậy hả? Em bị cô nhiễm. Rồi, đây là độ cô không độ Tường đâu. Mà Quỳnh Anh, cô phán dạ. Thấy sao? Không, sao kêu em bằng cô? Ủa vẫn chưa hiểu luôn hả? Em tên Quỳnh Anh mà. Thì cô Quỳnh Anh. Xin mời cô Anh. Không, em không, hôm nay là em không cãi anh nữa. Em cảm thấy bạn này hát hay rồi. Vì sao? Dạ, hồi nãy bạn nhép cái miệng bạn đẹp lắm. Mà kiểu như là... Sao vậy? Mê lắm, mê nhỏ này. Kiểu như là bạn kia có kéo nặng cỡ nào thì mặc kệ á. Thì kiểu là đó, là em toàn là giống anh thôi. Em cảm thấy hát hay nè, bạn khoan thai nè. Thì chắc chắn là bạn sẽ hát hay. Dạ, em xin hết. Em lại hơi ác cảm với người đẹp trai á, kiểu sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao ác cảm với người đẹp trai vậy? Ủa vậy vậy? Đâu có nói anh. Anh là anh hỏi thôi. Em không ác cảm với anh. Em chỉ ác cảm với người đẹp trai thôi. Vậy anh hỏi là tại sao mà? Trời ơi. Tại sao? Để nó thái tốt nhưng mà ai mà nói đẹp trai là người nó chạo. Thế thì anh mới hỏi là tại sao ác cảm người đẹp trai. Người đẹp trai thế nào mà em lại ác cảm? Đẹp trai có gì sai? Có những người ta chỉ có bề ngoài thôi, người ta không tốt á, cho nên là mình không thích. Anh biết ai rồi. Cái gì cũng vậy, phải đến từ trái tim. Em nghĩ chắc không biết hát quá. Sao vậy em? Em thấy tướng đó sao hát nổi. Sao vậy? Ổn quá, hát không được em à. Kiểu cố nhảy rồi tôi thấy thương quá, cô không biết có biết hát chắc không? Chắc em mập quá. Bạn này ra nhảy nhìn vô có vẻ vô nhạc ha, nhưng cái động tác của bạn không có nhạc. Đó là một loại động tác tự phát. Anh ơi đừng có nhảy nữa, đừng có nhảy nữa, nó rách chỉ luôn. Trời ơi, đó là cái sự mời. Mọi người hôm nay nhìn anh xong cứ khen là anh gì đi. Theo những điều thường thấy em Hương, theo những điều thường thấy trong cuộc sống loài người á, là khi mình bị tẹt là khi mình ngồi xuống. Tức là gì? Cái vòng ba này nó bè ra. Còn đứng vậy thì làm sao có thể bung được? Không, tức là nó đã tràn từ ở dưới rồi, nhưng khi đứng lên mình mới phát hiện ra là mỡ nó bị tràn. Em mới phát hiện ra một cái lỗ nữa. Nhưng mà thôi. Giấu luôn đi. Giấu luôn. Giấu luôn. Giấu luôn. Anh em mình thương nhau giấu luôn. Yeah. Từ giờ tới cuối chương trình là ngồi luôn, đừng có đứng lên nữa thành anh ra. Anh gì á? Tiếp tục chương trình. Số 6, bạn ấy sẽ nhép miệng bài gì đây? Mời em. Nhỏ này nhạy cảm, nghe rẹt cái là tố liền. Thiệt, bà tố em mới biết. Trời ơi, còn mày nữa, mày thấy em lỗ nữa thì em luôn đi. Mày cũng hùa theo chúng sanh. Lần đầu tiên mà tôi thấy anh Đại Nghĩa giới thiệu cái gì là có cái đó. Có hết. Tưởng ai xa lạ? Nguyễn Thị Mỹ Dung. Mỹ Dung. Biết bên đây không? Biết. Bên đây là Phải Lê Thị Sàm. Tên gì? Cái gì? Nguyễn
Hàm Y. Nguyễn Hàm Y. Ủa vậy hả? À Nguyễn Hàm Y. Ờ, Mỹ Dung với Hàm Y, tưởng ai. Nhưng mà quá đẹp đúng không? Một trong hai cô bé này là hot girl xem như là đời đầu đúng không á? Em định nói đến giờ vẫn còn đẹp. Tại vì nhiều cái bà hot girl đời đầu, bây giờ hết hot girl rồi. Hot mom. Bây giờ hot mom rồi. Anh Nghĩa, đời đầu đó luôn là tốt. Anh nhớ mấy cái xe mà xe số mà Dream á, Thai đời đầu á. Giờ bán có giá dữ lắm. Đồ cổ, đồ cổ. Tự nhiên cái ví hai đứa em tự qua cái dàn đồ cổ. Tự nhiên nó hơi thấy hai nhỏ nó già dễ sợ luôn vậy đó. Đâu có, mình nói đời đầu tức là mấy bé nó là những cái top đầu tiên, nhưng mà đến giờ nó vẫn còn lung linh. Sao mới này đẹp quá à. Nên có nói đó không, Miu bao nhiêu năm nay vẫn ngọc nữ, hình tượng ngọc nữ vẫn còn nguyên. Wow, being a girl is a grace. Còn em là bây giờ em là ngọc, ngọc đang mài dũa. Nhưng mà anh Nghĩa biết sao, hồi nãy em đâu có muốn ra đâu. Chứ sao vậy? Tại vì ngày hôm nay em đến, em nghe đồn là mời em đến với tư cách là ca sĩ. Tư cách là ca sĩ. Ca sĩ. Ca sĩ. Đồn là mời em đến với tư cách là ca 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 sĩ. Tư cách là ca 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 sĩ. Ca sĩ. Tư cách là ca 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 sĩ. Em chuẩn bị sẵn sàng ở bên trong rồi, chuẩn bị bài hát này nọ để ào ra hát. Tự nhiên cái giới thiệu lúc mà bây giờ em chị Nghi cái đẩy em ra. Anh giới thiệu lại cho em ào ra em hát được không? Dạ mà vâng. Phải ào ra nha. Đúng như cái em nói là ào ra là hát liền cho anh. Ờ, dạ được, dạ được, dạ được. Đi vô, đi vô. Trước khi Sam làm gì đó, anh nghĩ là em nên xuống đây ngồi với anh đi. Dạ, dạ. Bị, hay bị giật lây lắm, giật lây lắm. Ổn định chứ ngồi cái đó. Mấy mình xuống ngồi luôn cho chương trình đỡ mất thời gian em. Không mấy bây giờ vậy nè, anh giới thiệu cái em ào xuống hát cho Trấn Thành nghe giùm cho anh. Ờ, bài này em nghĩ là anh Thành rất thích luôn á. Rồi, bài chuẩn bị nha. Tao dễ thương. 1, 2, 3. Sang. Sang là phải nói em yêu anh ít xíu. Yêu anh lâu rồi ít xíu. Không xong rồi. Làm sao để yêu nhưng không phải nói ra rằng em yêu anh lâu nãy ít xíu. Ngồi đây nè, ngồi đây. Không xong rồi ít xíu. Thế không? Sang có một câu rất đúng trường hợp này. Không xong rồi. Bài vợ em mới ra đó anh. Dạ mà nó hát nhận không ra. Bài vậy mà nhận không ra thiệt tình luôn. Tại vì kiểu mà hợp với lại cái chất giọng của em, kiểu rất là cute á. Anh Nghĩa ơi, đã đến lúc mình giới thiệu ca sĩ rồi. Anh nghĩ là chúng ta nên giới thiệu anh những không khách em mời được ca sĩ Sam của chúng ta. Giới thiệu mọi người. Đẹp mà mày khùng quá Sam. Ngọc với Thành không mấy hai đứa ra quán cà phê ngồi riêng nói chuyện. Dạ không, ôm lại chuyện đi Mỹ. Giống như là đội này có hai em thôi đó, còn xa giống như là người ngoài. Ôi, đâu á. Ba cái khuất mặt. Ủa em qua đây hả? Xin lỗi em. À, anh mới thấy. Ủa em tới đâu nào vậy? Em cũng đến từ đầu chương trình tới bây giờ anh. Ghế đó là ghế gì? Ê! Trời ơi quên. Ghế gì vậy anh? Dạ thưa mấy anh chị, để giới thiệu cho những cái người này, chưa biết này. Về cái mùa này. Đây là chiếc ghế định mệnh. Cái ghế này á, nó là cái ghế linh thiêng nha mấy anh chị. Tất cả những người phụ nữ ngồi ghế này đa số là đẹp. Đúng, đồng ý không? Đẹp hết luôn á. Đẹp. Ông bà cha ta có dạy hồng nhan là bạc phận. Hả? Mà ngồi vô cái ghế này thường á, cái câu chuyện của cuộc đời họ đi xa lắm em. Thiệt. Nó nhiễm màu tới mức độ mà một hồi nữa mọi người sẽ thấy được một cô gái đẹp ẩn sâu trong cái tâm hồn đó là một con bạo thú. Em bắt đầu hiểu ý của anh rồi đó. Con bạo thú là con gì? Một con bạo thú là một con thú rất bạo. Ai ngồi gì đó một thời gian được cũng không bình thường. Em tin anh không? Em coi đi. Một lát không ai nói chuyện bình thường hết. Còn cái ghế của em thì sao? Mình đó thôi. Bên đây vẫn bình thường ạ. Trong chương trình này chỉ có một cái ghế này bị thôi. Ghế này tại vì ngày xưa là có một anh làm đèn. Anh làm rớt cái đèn xuống đây. Rồi có cái đầu của một người. Kinh khủng luôn. Chưa chết. Chưa chết. Chị hơi tự tưởng thôi. Nhưng từ cái vết đó tới bây giờ là cái ghế này nó thiêng luôn tới bây giờ. Người phụ nữ đó là? Người phụ nữ đó là anh Thư. Trời ơi. Và bây giờ câu chuyện được tiếp diễn với Lê Thị Sàm. Còn ngồi ghế bên trái Trường Giang toàn là những người nhân hậu và hiền từ. Ít nói và trầm tính làm chương trình đi xuống. Kỳ quá. Đúng không? Đúng. Ê, bây giờ tôi không công nhận cũng không được. Hình như để ý là như vậy. Cứ đi từ từ đi rồi mình sẽ thấy nó hiệu nghiệm đến như thế nào. Chiếc ghế nhiệm màu nói nè. Dạ em mời cô.
Em á thì em nghĩ là bạn này hát không hay. Hồi nãy á, mọi người có để ý không? Bạn ấy nướng bánh tráng, nhưng mà thật sự là không có tập trung vô cái bánh tráng. Lo để đầu óc đi đâu đó cho nên mới để bánh tráng khét. Mà khi mà mình không có tập trung á thì mình hát sẽ không bao giờ hay được. Chị Ngọc, chị Ngọc lên sân khấu hát lúc nào cũng phải tập trung đúng không? Đúng rồi, mà sometimes chị cũng không tập trung lắm. Tại vì em... Chị ghê, nó bắt đầu phát huy tác dụng rồi đó em. Em thấy logic mà, mọi người không ai thấy logic giống em hả? Không, chị thấy logic nó bị ngược đó Sam. Ví dụ như nếu mà bạn không có tập trung, bạn nướng bánh tráng thì chứng tỏ là bạn sẽ tập trung, bạn làm một cái gì đó khác. Ví dụ bạn sẽ tập trung, bạn hát hay hơn. Em thấy cái người bình thường nói chuyện không? Em thấy ai chuyển mình chưa? Cho em qua người sao em sẽ nói. Qua người sao? Khẩu hình đó là cái giọng nó nghe nó hơi ghê ghê. Em thấy dở hơn, nghe dở hơn. Giang làm gì Giang, bụng mê lắm sao làm gì? Người ta nói cái mỏ xinh theo vậy. Phải nói mà cái mỏ không Giang? Giật theo. Ok á. Giật. Đang nghiên cứu cái quyệt đạo chỗ ghế này. Sao vậy? Em thấy vui mà. Thấy vui mà. Mọi người đều thấy vui chị. Ê, đừng nói lay lẹ vậy nha. Ủa, mọi người sao á? Em thấy em đang phân tích rất là vui luôn á. Ê, nãy. Duyên. Cô này hát không hay, đúng không? Dạ, lúc nãy nghe trong cái clip á là thấy không hay. Nhưng mà em nghĩ là chương trình đã cài cắm nghe không hay thì sẽ là hay. Không, anh nghĩ là không hay với cái dáng đứng và đang tỏ một cái thần thái gì đó, nhưng mà vẫn là toát lên cái vẻ hề hước vui nhộn. Tức là những người mà hài hước vui nhộn là thường sẽ không hát hay ạ? Chưa chắc em. Có rất nhiều diễn viên hài hát vẫn rất hay. Em thấy bé Sam nè, Sam thường hát. Sam là một diễn viên mà cái cuộc đời nó hài thôi em. Nó hơi diễn viên hài em nhớ rồi đó. Ok. Thì em thấy trong cái clip vừa rồi á, bạn nam này bán hàng nhưng mà không có tập trung vô cái việc bán hàng rồi dán điện thoại. Mà cái cảnh mà phóng phi tiêu á, bạn rất là hào hứng. Tức là bạn sẽ ham chơi phóng phi tiêu nhiều hơn cái việc là bạn dán điện thoại. Em không có lay đâu nha. Nè anh Bình nè, nè anh Bình nè. Cái này có duyên. Em phải xác định là mình đang nói cái gì không? Giang ơi, tôi thấy kèo ngược ngang. Làm như trong quá trình giải lao, con mẹ Nguyễn Thị Ngân đội cái ghế này qua bên kia. Nhiều khi nha. Tôi thấy là bắt đầu dấu hiệu này có bầu mạnh hơn em bên này. Em đã hỏi anh rồi, anh phải phân tích sao hay để em nói cho đỡ quê. Làm việc trên hình ảnh cũng nhẹ nhàng, đứng ở đây với tâm thế cũng rất là tự tin, năng động, thì khả năng hát hay là cao. Đây là ai? Nam Vương. Bạn anh. Bạn cùng tăng cân. Trong clip vừa có mập như vậy, trong đây như mập hơn, mới tăng cân xíu. Nhưng mặc vest mà phối với là giày thể thao là phải người có gu thời trang mới làm như vậy. Mà bạn này phối cái đầu dài này dính, có nghĩa là biết thời trang. Mà ra đây là chỉ để trình làng coi tôi hát như thế nào thôi. Cái mặt debut. Đẹp trai, sáng láng, chắc chắn hát hay. Còn với Giang Hồng Ngọc em nghĩ sao? Em nghĩ bạn ấy hát hay. Một là diễn viên, hai là ca sĩ tự do. Em cũng có cảm giác là bạn này hát hay nha. Bởi vì em cũng có cái nhìn về thời trang giống như anh Thành. Nhìn cái quần đó đi. Cái quần sao? Nó bó lắm. Chính xác. Khúc này bó. Cái quần như vậy á là những người mà mắt sẽ không dám mặc. Lướt. Do cái anh này tăng cân thôi. Nhưng mà lướt. Trước đây đó là cái quần của anh này. Lướt. Gu thời đoàn trang khác, rất là nhiều khác. Lướt đoàn đó. Thời trang lắm. Mà những người á hả, yêu thích thời trang là những cũng có liên quan đến nghệ thuật. Anh nghĩ có thấy là cái khúc này không? Thói quen bóp bụng, văng bụng, đẩy hơi lên đó là đẩy vô. Đó hơi lên ha. Không có Sam, Quân để cái tay đó để Quân che bụng. Tại bụng Quân bự, chú Quân có lấy hơi gì trơn á. Lấy hơi ta tự lấy từ bên trong chị bảy. Em tưởng là kiểu đôi khi mình cũng cần hỗ trợ bên ngoài á. Tại vì do cái cách em hát á. Em ơi em nghĩ sao bây giờ ca sĩ mà hát mà cái tay này phải đánh như vậy cho cái hơi nó bật ra được. Chứ chẳng lẽ hai đi bộ nữa hát. Thì anh cười đừng ngâm nguy. Nhưng mà Sam vẫn nghĩ rằng bạn ấy hát hay. Nhưng đội em đồng thuận hay. Là hay. Ok. Cái gì mà mình thấy nó ngọt ngào đó mấy anh chị. Đụng vô cay đắng. Yêu Giang Hồng Ngọc cũng để là nhiều mối tình đau khổ đúng không em? Sao cái mắt của em làm gì? Không, mình phải ví dụ để khán giả không hiểu. Đừng ví dụ vậy. Tại sao em hát được hay như vậy đúng không? Cũng phải trải qua nhiều mối tình cay đắng. Vậy tại sao bà Sam vậy? Tại vì nó chưa đau khổ.
Đâu em đau dữ lắm. Em đau toàn thân. Em đau toàn thân hả? Đó là do em đi thẩm mỹ. Thì thưa quý vị, nhìn làm đường vậy thôi, bước ra hát banh luôn. Nhưng mà thực sự cái âm không thể nghe được là hay luôn á anh. Em khó. Cái âm cuối cùng đó cũng có rất là nhiều cái trường hợp là bị ép. Em á thì em chỉ là lo lắng là bạn này đến đây để làm gì thôi. Tại sao mà bạn ấy lựa chọn một bộ vest màu hồng, một cái băng rôn màu hồng. Trong clip thì bạn ấy cũng là một cây kẹo bông gòn màu hồng. Anh hiểu em. Đâu, nói tiếp anh nghe xem. Kết luận. Em tưởng là anh hiểu ý em. Đâu hiểu mà bằng cái nói ra chứ. Ý em á, mang toàn bộ màu hồng như vậy là để đánh lừa thị giác của chúng ta. Kiểu rất là phong cách điệu đà, ngọt ngào, kẹo dẻo. Nhưng mà không, em nghĩ đây là một cú twist, một cái sự đánh lừa của bà Ngân. Bà Ngân trong kia không hay. Còn Quân em thấy sao? Em nghĩ là không hay. Tại sao vậy em? Em thì đến với chương trình chỉ bằng tấm lòng thôi. Nên là em chỉ nghe được cái nốt đó thì thấy là không hay thôi. Dạ. Còn Mỹ Du? Dạ. Sao anh vậy? Thôi dạ. Hay. Theo anh nghĩ là cái cậu này á, rất là thoải mái đến với chương trình, cũng không có gì căng thẳng hết. Và cũng không cố tỏ ra điều gì hết. Những người mà hát hay thì chả cố làm gì. Nên cậu này sẽ là người hát hay. Em cũng có cùng cái quan sát giống như Sam á. Thì em thấy là bạn mặc một bộ vest màu hồng, đeo một cái giải thưởng màu hồng và làm một cái cây kẹo bông gòn màu hồng luôn. Thì em nghĩ là chắc chắn đây là một bạn nam thích màu hồng. Trời ơi, cái ghế Linh ơi, đổi ghế rồi mấy anh chị ơi. Dạ từ từ em phân tích tiếp nè. Cái khúc này nó mới vui nè. Chờ xem. Một bạn nam có tính cách nhẹ nhàng, ngọt ngào, nữ tính như vậy, cộng với lúc bạn hát á là bạn không hề có một biểu cảm gì hết. Chị lúc đó là quay ở ngoài trời nắng đó chị. Không, chị nghĩ cái đó là cố tình. Wow, tiếp tiếp, tới chỗ vui chưa? Thì quên rồi ta. Đó, vui nè. Từ từ. Đoạn 1. Dẫn đến là mọi người đều cảm nhận là bạn này hát dở hết. Nhưng mà chỉ có em là em cảm nhận được là bạn này hát hay. Vui. Như vậy là với bạn số 3 này thì chỉ có Trường Giang và Miu cho rằng bạn ấy hát hay. Tiếp theo, số 4, Hoa hậu khu phố 1. Mọi người nhìn thấy bạn này giống ai? Cha không thấy anh ơi. Chỉ thấy cái ghế thôi hả? Trời, đứng trên cái ghế, trời. Giống pha lê. Công việc của bạn ấy là gì? Tư vấn thẩm mỹ. Mời mọi người xem. Đó là bà Hoa hậu khu phố 1. Đau đầu thiệt luôn á. Đẹp ha. Khó. Đẹp đó. Cô ta có thầm mỹ môi. Có làm cái môi hình hột lúa bà, gì bà khúc trên cái môi có làm luôn. Có làm luôn. Không làm. Bà làm có xạo. Hy sinh đến với chương trình này mà gian dối. Loại. Trời ơi. Người ta không có, ta không có chứ xạo gì. Tại sao che cái mặt lợi? Biết đâu là một hiện tượng trên mạng. Mong lẽ bữa nay có tới 3 hiện tượng lận em. Thực ra chỉ có một hiện tượng duy nhất mà một thôi. Một hiện tượng duy nhất. Nhưng mà làm một người thì chúng ta sẽ focus. Nên làm 3 đứa. Loại cả 3. Khó quá anh, em nói thật luôn á. Em đang 50-50 quá, em không biết sao luôn á. Với những gì hồi nãy chúng ta quan sát được trong cái việc từ đếp clip đó. Và kiểu nãy giờ mà để giao lưu với mình đó, là làm chủ tình hình ha. Tự tin. Chắc hay. Theo kinh nghiệm quan sát về con người và chơi nhiều game show với lại bé Sam, thì em rút ra được một cái kinh nghiệm là những bạn mà phong cách càng tự tin á, thì khi mà hát lên là có khả năng là dở banh đó. Tại sao mà nói về cái con người kia mà tại sao game show là với bé Sam? Ý là anh nghĩ nhớ cái khoảnh khắc mà bé Sam đứng ở gần anh xong rồi để em vô đây, để em để hát. Phong cách đó rất là tự tin đúng không? Đúng rồi. Cái phong cách đó sẽ khiến cho cả trường quay lầm tưởng là Sam sẽ cất lên một cái giọng rất là hay. Xác Mi Du. Anh hiểu ý chị Du, có nghĩa là anh nghĩ là em
Em ơi, cả thế giới đều nghĩ như vậy. Thực ra thì rất là khó để cho thế giới hiểu khác em sao mà.